Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Con Trai Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với bài kiện của anh Trạng chia sẻ cùng cô chú mình lục lô mai siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi với lại mai giảo tươi sáng. Mong cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho anh Trạng ạ. Em xin phép vui chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Đó. Xin chào anh Trạng ơi. Chào Phương ha, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Con Trai Hậu Giang ha. Giờ hôm nay về cái lô mai mới anh chị Thọ Hương, giảo Bình Lợi, giảo bánh tròn với siêu bông Sài Gòn anh chị. Rồi rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ. Mã số hôm nay là mã số 26, là một cây cúc thọ hương anh chị nè. Cây thằng lắc giáng long đế cũ nha anh chị. Đế luôn, bệ đế luôn, đi khéo lắm cho quý vị nha. Rồi anh em đi nghe hộp nhãn ủng hộ cho anh em. Thấy hay bấm đăng ký kênh ủng hộ luôn chị ơi. Bấm like nha, follow chia sẻ nha anh chị. Rồi tổng hoành đế là 60, hoành thân là 18, chiều cao là 90, tàng ngang là 93. Rồi mã số 26 cây thọ hương thì xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000 anh chị ơi. Dạ, cái này về con tàng lấy bao được nhiều hết cô chú anh chị. Chơi Tết là vi vu luôn cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Mã số 27. 27. 27 là một cây Bình Lợi. Cái này phân lùng liền nha cô chú chị. Giảo siêu bông Bình Lợi. Ừ. Thằng này chuẩn giống cho anh em nha anh chị. Chuẩn giống về cho mình lấy bông ghép luôn á. Cái này cũng có nguyên vải đế luôn nha cô chú nha. Cục đế hết sức không? Cái này thấp, thân thấp nhìn nó lùng lực lắm nha cô chú anh chị. Cái phôi không mà chi cành đều luôn ha. Tổng cái hoành đế này được 63, hoành thân 18, chiều cao là 55, tán ngang 70. Rồi mã số 27 cây siêu bông mình lại lên xin Zalo với cô chú anh chị mình là 1.400.000 nha anh chị. Dạ. Cái này chơi đế hơi đã đời ha anh chị. Quá khứ nào đế. Mã số 28 là một cây giảo bánh tròn. Em này phong cao nha quý cô chú anh chị. Cây giảo bánh tròn anh chị, cây này ghép được một mùa ha. Đang đi thêm cơ đọt mới nữa nha cô chú nha. Mấy chậu ghép này kéo nhựa luôn á. Nó muốn liền chân rồi cô chú. Cái lá nó xanh đậm đen luôn anh chị. Cụ đế cũng quái quái lắm cô chú anh chị nha. Rồi nói quái là đo liền. Cái cụ đặt này là 38, hoành này 23, 20 gần 23 tính 22 đó chị. Hót khăn là 233, chiều cao 107, tàng ngang 76. Rồi mã số 28 cái nhỏ anh chồng là xin Zalo với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Dạ, cái này Tết nay nó ra thêm 2-3 cây đọt nữa là cái tàn dữ lắm nha chú anh chị. Mã số 29 là một cây mai giảo tự sắn. À, cái này phơm lùng liền nó rủ xuống nhìn dễ thương lắm chú anh chị nha. Ừ, đế rồi anh chị ơi. Cái này nó rủ tới với miệng chậu luôn rồi. Rồi, ghép với phơm mai vàng đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cái mặt này nó bỏ chân trước giống như dán thú gì cô chú nha. Rồi. Quá đẹp ha. Hoành 20, chiều cao là 86, tàng ngang 63. Rồi cây mai giả tự sắn mã số 29 thì xin Zalo với cô chú anh chị mình là 1.500.000. 3 tà 500. Yếu. Rồi, mã số 30. 30. Là một cây giảo siêu bông mình lại. Cây này về anh chị mình lấy được khoảng 5-60 bo nha anh chị. Đó. Cây này ghép 2, 4, 6 bo anh chị ơi. Cái bo nó dài lắm cô chú anh chị nha. Này hàng thả tại anh chị mình lấy bo nha.
Cái này về anh chị bấm vô nó ra nhanh lắm chị, tại vì nói chung là nó già bo hết trơn nè. Nó cũng đang đợi mình lấy bo đó. Này có chỗ gì mình không lấy bo mình cũng bấm bỏ hả chị, bấm đôm lại vô cho nó ra nó tùm tết cho mình chơi nó ngon. Này như cái cụ trỏ vậy. Cụ để đặt của nó là được 25, hoành 19, chiều cao 83, tàn ngang 87, rồi mã số 30. Cây siêu bông mình lại này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000. Dạ, 1.300.000. Đế cũ đế thôi cô chú anh chị, có cái rộng lắc ở đây này cũng mới quái rồi chứ nha. Dạ rồi. Rồi, mã số 31 là một cây giảo siêu bông Sài Gòn. Ừ. Một cây siêu bông Sài Gòn lá lớn nha chị. Này có nụ bông nè, về lại lá rồi chứ bông luôn. Rồi, tàn chi đều hết trơn rồi nha cô chú anh chị nha. Cái này đến nó ngơ 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 mất cô chú anh chị. Cây 11, cây số 4. 19 hoành. Dạ. Chiều cao 80, tàn ngang 76. Rồi mã số 31 cây siêu bông Sài Gòn là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000 anh chị ơi. Dạ 1.500.000. Mã số 32. Mã số 32 là một cây giảo siêu bông mình lại. Phong cao thân lắc nha cô chú anh chị. Nên vậy mình dưỡng lại lấy bo được đó mất cô chú anh chị. Khỏi dưỡng, về lấy liền được luôn rồi, khỏi dưỡng. Không cần dưỡng. À, thả cho chị lấy bo mà à, ghép đều tàn cái chân rồi nha cô chú thấy không? Cái mùa là dưỡng là lấy bo xong dưỡng tết chơi á. Cây này có co lắc rắc lắm nha cô chú chị. Sáng nay mưa à, chỉ mưa kìa. Giờ hồi hoành là 22, chiều cao là được 110, ngang 90. Rồi mã số 32 cây siêu bông mình lại này xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1.600.000 anh chị ơi. 1.600.000. Mã số 33 là một cây giảo siêu bông Sài Gòn. Phơm lùng lực nha cô chú anh chị. Phơm lùng lực đế cũ luôn. Nguyên cái bề đế là đều chậu luôn nha cô chú anh chị ha. Cây này cái trục kép nó kéo vô cũng có xíu siêu nó liền không biết cô chú. Tổng cái hoành đế này là được 78, hoành 19 hoành, đế nôm cao là 20, chiều cao là 82, tàn ngang là 90. Rồi mã số 33 cây siêu bông Sài Gòn xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Dạ 1.400.000. Mấy cái bo ghép trộn rồi nó lá liền hết trơn đó mấy cô chú anh chị. Rồi. 34. Mã số 34 là một cây giảo cánh tròn. Cây già mùa nha anh chị. Phơm tàn cũng tròn luôn nha cô chú anh chị. Cây này ghép được một mùa rồi. Cái lá xanh mướt đậm đen luôn nha cô chú ha. Cũ đế đặt là được 28. Dạ. Hoành thân là được 21. Chiều cao là được 92. Tàn ngang rộng là được 82. Rồi mã số 34 cây giảo cánh tròn là xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1.500.000 gì? Dạ, 1.500.000 tương đương với 3.500. Dạ 35. Mã số 35 là một cây giảo siêu bông Sài Gòn nhãn thú. Cái này nguyên con thú gõ nét luôn. Quá đẹp. Quá đẹp, quá dễ thương. Này chơi để bàn hết sảy. Con 37. Cái này có cái gọng lắc luôn cô chú anh chị nha. Ừ. Để nè anh chị xem ha. Hoành 16 hoành.
Tổng hoành đế là được 63. Chiều dài của con thú là được 19. Chiều cao là được 78. Tàn ngang 93. Rồi siêu bông Sài Gòn mã số 35. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000. Yeah. Mã số 36 là một cây siêu bông mình lại. Dạ, em này cũng năng lắc, có củ đế thấy thương lắm cô chú. Dư rồi. Nó rồi. Một cây siêu bông lại anh chị. Cây giáng long anh chị. Củ đế nở luôn. Này về lấy bo đã luôn. Bịch lại mạnh lắm nha anh chị, về anh chị mình. Tính nói nó quên luôn rồi. Vậy đó luôn. 25 hoành. Chiều cao 105. Tàn ngang 75. Rồi mã số 36, cây sẽ bồng lại xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000 anh chị. Dạ 1.600.000. Cái đường hăng lắc rất là thiên cô chú anh chị ha. Mã số 37. 37 là một cây giáo anh tròn. Cái này phơm lùng lực nha. Cái này để nó quái tới quái luôn nè anh chị ơi. Cực kỳ quái luôn. Có cụ đế nhìn dễ thương lắm cô chú anh chị, tròn nho ha. Nó quấn chỗ cái đế nè, anh chị xem nè. Quấn một cục luôn ha. Giống như hai cái chân. Hai giờ nằm thả lai sao? Hai này hai chân sau nè. Cái này hai chân trước nè. Tưởng tượng ghê không? mình con khúc à. Mình nó quấn lại rồi. Nó tự tưởng tượng mà. 19 hoành. Anh hết tưởng tượng là không còn nữa đó. Cái cũ là 28. Chiều cao 85. Tàn ngang 81. Rồi mã số 37 cây siêu bông đậu cây giảo anh tròn là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000 anh chị ơi. Dạ 1.500.000. Cây này tàn cứng tàn luôn nha cô chú anh chị ha. Dạ. 38. Dạ. Là một cây siêu bông mình lợi giáng thú. Dạ hàng bonsai để vàng cô chú anh chị. Cái này bo ghép già lắm nha anh chị. Cái gì ạ? Bo ghép già lắm rồi ha. Này cắt vô nó đang nghe nè anh chị. Thấy không? Dài nữa chị. Này hàng thả tàn ha. Cái này mình con tàn đang ghi cơ đột mới nha cô chú anh chị nha. Thân lắc lượng luôn á cô chú. Cái này hoành là 17 hoành. Chiều dài của thú là 21. Chiều cao 72. Tàn ngang 70. Rồi cây siêu bông bình lợi giáng thú này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Dạ 1.400.000 nha cô chú anh chị. Cái này đế đều luôn nha. Trời ơi. Dạ. Dạ mã số 39. 39 là một cây siêu bông Sài Gòn lùng lực. Ghép phơm hay tàn nha cô chú. Tàn tròn đều luôn nha anh chị. Rồi hơn thầy. Về lấy bò đá luôn. Cái lá nó xanh cảo luôn anh chị. Bự luôn á cô chú anh chị. Sài Gòn lớn nha anh chị. Bò ghép mà nó hút cái tròn cô chú anh chị nha. 20 hoành. Chiều cao 80. Tàn ngang 83. Rồi 39 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.200.000 anh chị ơi. Dạ. Mã số 40 là một cây giảo bánh tròn. Cây này cái thân nó dặn lắc nhìn nó duyên lắm cô chú anh chị nha. Đó. Tàn thì kính tàn mình ghép đều hết trôi nha cô chú anh chị. Hoành 23 hoành. Lẹ lưỡi tính 24 rồi. Có 23 à. Chiều cao 86. Tàn ngang 80. Rồi mở số 40 xin giao lưu là 1.600.000 anh chị ơi. Dạ 1.600.000. Tính 24 rồi lẹo cái lưỡi lại mà nhìn lại có 23. À, mã số 41. 41. Là một cây giảo siêu bông Sài Gòn lùng lực. Cây này đế nè. Cục đế hết sức luôn. Rễ nó bỏ đều miệng chậu luôn á quý cô chú anh chị.
Cái này mình ghép cũng chỉ có 4 bo thôi cô chú nha. Hoành 21 hoành. Chiều cao là được 68, hàng ngang 78. Ship Sài Gòn mã số 41. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.4 triệu. Mã số 42 là một cây ship bông mình lại gì đây? Dán rong rất lượng luôn nha. Này cũng dán thú luôn nè. Thú nằm luôn ha. Nguyên một bệ đế nằm dài luôn. Nó lớp luôn à. Cây này có một bông cho anh chị xem luôn. Được 3-4 cái bông nè. Mình chùm một ha anh chị. Hồi hôm qua ông anh đâu có ông chụp hình anh coi 31 cánh luôn. Dữ. Ừ. Chiều dài anh thú là 19. Hoành là 17. Chiều cao là 86. Ngang 63. Rồi siêu bông mình lại mã số 42. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000 gì đây? Dạ 1.400.000. Ông mã số 43. Rồi ship bông Sài Gòn. Cái này thả cái bo dài thuộc luộc luôn rồi cô chú anh chị. Này em thả tàn anh chị, vậy anh chị mình bấm lại lấy bo ha. Không bấm bo thì mình đôn vô nó gần gần chút ha. Tròn tròn lại sát sát chút cho nó ra nữa tết chơi ok. Cho nó kín tàn. Cái này lấy bo nhân giống là đã luôn á cô chú. Phơm lùng lực mà cốt cành đều luôn cho cô chú anh chị. Này đế đều chảy khướng cầu luôn. Cái này hoành là 18 hoành. Dạ. Chiều cao là 90. Tàn ngang 95. 43 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000. Dạ rồi 1.300.000. 44 là một cây giảo siêu bông bình lợi. Dạ. Ghép với phơi dán đông luôn cô chú anh chị nha. Cây này cũng thả tàn, cái bo nó không là dài khoảng chừng 50-60 luôn rồi đó cô chú. Này giờ anh chị mình lấy khoảng cả 60 bo hả anh chị? Mưa lớn lên đi, ai lùng chết chìm. Cái này có củ đế cho quý chị nha. Rồi củ đế đặt là được 28. Bình thân là 21. Chiều cao là được 78. Tàn ngang 75. Xi bông mình lại mã số 44 xin giao lưu là 1.300.000 anh chị. Dạ, 1.300.000. Mã số. Số 45. Nhìn nó nghe bút đô quá người. Xi bông Sài Gòn anh chị ơi. Mình ghét đủ chi đều tàn nha cô chú chị. Cái này con tàn vô xíu nó lấy bo đã luôn cô chú. Thân dặn lắc luôn cô chú chị. Dạ cả đầu hôm đi vô ngủ đi. Tổng hoành đế 41. Hoành thân 16. Chiều cao 67. Tàn ngang 76. Rồi mã số 45 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.200.000 anh chị ơi. Dạ 1.200.000. Dạ mã số 46. 46 là một cây siêu bông mình lại. Cái này phơm cao thân lắc luôn nha cô chú. Thân lắc dán lông luôn. Ờ cái bo nó ú ù luôn. Đang đi cơ đọc mướt luôn cô chú anh chị. Nó đánh cái đường thân lắc cũng rất là duyên cây ha cô chú anh chị. Củ nở luôn ha. Dạ rồi. Quanh nghe quanh thì xét lớn 25 quanh. Dạ. Chiều cao là 100. Ngang 70. Rồi bình lại mã số 46. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000 chị. Dạ 1.600.000 nha cô chú nha. Dạ 47. Rồi mã số 47 là một cây siêu bông lại luôn chị. Cái này mình trên cặp với 46 luôn cô chú anh chị. Cái này đế quá khứ rồi đế. Thằng lắc văn long luôn ha. Tàn ấm tàn luôn cô chú anh chị.
trang rồi. Cái này hoành là được 21 hoành. Chiều cao 95. Tàng ngang 80. Rồi mã số 47 xin Zalo là 1,5 triệu gì ơi. Dạ. Rồi mã số 47 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị theo dõi clip nha. Rất mong cô chú anh chị càng sao ủng hộ. Rồi số điện thoại em là 0932999393. Số Zalo số đó anh chị. Rồi. Thân ái chào tạm biệt. Em xin chào kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.